Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 30. Lục Vân đánh chó của Lâm Kiến ngay trước mặt gã, hai lần. Cuối cùng còn phách lối đạp mạnh một cái lên mông Đoạn Bằng. Đây đâu phải đạp mông Đoạn Bằng, rõ ràng là đang vả mặt Lâm Kiến. Mọi người ở đây đều ngây người, tâm tình rất phức tạp. Họ nhìn thấy nhiều người ngông cồng rồi, nhưng chưa từng thấy ai ghê gớm như Lục Vân. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không sợ chết sao? Sắc mặt Lâm Kiến đã không phải tệ nữa mà trở nên dữ tợn. Vô cùng dữ tợn. Hôm nay không giết con rùa vạn năm phách lối này thì làm sao gã nguôi ngoai nổi hận này được? Thằng danh mày, thật đáng chết. Lâm Kiến nổi giận gầm lên một tiếng rồi tung một quyền đập nát cái bàn, mảnh gỗ vụn bay đầy đất, mọi người xung quanh đều kinh hãi căng cứng cả người, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Họ biết Lâm Kiến đã sinh ra sát khí nên nhất định sẽ có một cuộc xung đột mãnh liệt bùng nổ. Thằng danh họ Lục này gây họa lớn rồi. Nhưng đối lập rõ ràng với phản ứng của mọi người là Lục Vân không những không e dè mà còn nhếch miệng cười một tiếng và nói, Lâm công tử, anh cũng chỉ mới đến hóa cảnh mà thôi, giết được tôi sao? Khiêu khích, tiếp tục không biết sống chết mà khiêu khích. Đùng, trong lòng mọi người đều run lên, vẻ mặt trở nên rất đặc sắc, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng triệt để biến thành thương hại. Là thương hại Lục Vân. Không phải hắn nghĩ lúc trước mình đánh ngang tay với Uông Húc nên dám không kiêng nể gì như thế đó chứ. Vỏ rùa của Lục Vân thật sự rất cứng, Uông Húc có bùng nổ sức chiến đấu hóa cảnh đỉnh cao mà cũng khó công phá, lấy thực lực cá nhân của Lâm Kiến đúng là không giết được hắn. Nhưng tính tình của Lâm Kiến không tốt như Uông Húc, chắc chắn sẽ không lập sinh tử cục gì với Lục Vân. Nếu Lâm Kiến muốn chơi chết một người thì có thể dựa vào lực lượng của nhà họ Lâm. Tùy tiện kêu một tôn giả cảnh đi ra thì đập nát Lục Vân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên lúc này Lục Vân còn dám khiêu khích thuần túy là tự tìm đường chết. Ánh mắt Lâm Kiến rất lạnh lẽo, sát ý bừng bừng, đột nhiên trừng Đinh Văn Hoành đứng gần đó rồi lạnh lùng nói, Đinh viện trưởng, hôm nay là buổi tiệc thăng chức của ông, sân nhà của ông, không nên thể hiện một chút sao. Soạt, tất cả ánh mắt lập tức tập trung lên người Đinh Văn Hoành. Đinh Văn Hoành cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, sắc mặt thay đổi mấy lần. Giây lát sau, ông ấy phức tạp nhìn về phía Lục Vân, thất vọng nói, cậu Lục, cậu vốn sẽ có tương lai tốt đẹp, nhưng đáng tiếc cậu quá ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, qua bài học hôm nay tôi hy vọng cậu hiểu một đạo lý là cứng thì dễ gãy. Đinh Văn Hoành nói rồi nhanh chân đi về hướng Lục Vân. Áo bào tung bay, ông ấy rõ ràng là một tôn giả. Hôm nay tôi sẽ thay mặt Lâm công tử phế bỏ tay chân cậu, hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt. Đừng nhìn trước đó Đinh Văn Hoành biểu hiện rất thân thiết với Lục Vân, đó là vì giữa ông ấy và Lục Vân không tồn tại xung đột lợi ích gì. Nhưng vào thời khắc câu nói vừa rồi của Lâm Kiến vang lên, giữa Đinh Văn Hoành và Lục Vân đã bắt đầu có gút mắc lợi ích. Ông ấy không thể đắc tội Lâm Kiến vì Lục Vân. Lục Vân yên lặng nhìn Đinh Văn Hoành trở mặt. Cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là không có người bạn mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi, thật là một thế giới hiện thực. Lúc nãy ông ấy đã giúp Lục Vân một lần, tại sao Lục Vân lại tự tìm đường chết, thật là đầu óc chậm chạp, cho. Nên ông nói nhiều đến mấy cũng chỉ lãng phí thời gian. Chỉ có thể thông qua hành động thực tế mới làm Lục Vân hiểu được thế giới này không phải chỉ có trắng và đen, dù mình có tủi nhục đến mấy thì vẫn phải nhịn những người không thể trêu vào kia. Nhịn không được chính là tự rước lấy khổ. Ha ha, cảm nhận được áp lực Đinh Văn Hoành đánh tới, Lục Vân chậm rãi thở ra rồi nói, thế giới của các người quá phức tạp, Lục Vân tôi không hiểu, cũng khinh thường tìm hiểu, nhưng nếu các người muốn quy chụp quy tắc đó lên người tôi thì xin lỗi, tôi làm không được. Xương cốt của Lục Vân này rất cứng, không học, được cúi đầu. Nói xong, Lục Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại hờ hững. Những người này coi mình là con rùa tông sư, tùy ý trào phúng cứ như mình nên nén giận, yên lặng chịu đựng họ sỉ nhục giống như một con rùa thật sự. Thật có lỗi, Lục Vân không làm được. Hôm nay hắn muốn trút hết sự bất bình trong lòng ra. Hắn mở mắt, cứ như một thanh kiếm vô cùng sắc. Bén đón nhận ánh mắt Đinh Văn Hoành rồi bỗng đâm đến, khí chất cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất trong chớp nhoáng. Rồng lặn trong vũng nước sâu, cuối cùng cũng có ngày vào biển. Bảo kiếm giấu lưỡi đi, ra khỏi vỏ là chém bất bình. Oanh! Lục Vân bước ra một bước, không
không thấy có khí tức dao động nhưng chỉ một bước nhìn có vẻ tầm thường không có gì lạ này lại như một chiếc búa lớn lao vụt về hướng Đinh Văn Hoành. Mi tâm của Đinh Văn Hoành bỗng giật giật, trái tim cũng run rẩy theo. Trong mắt ông ấy còn hiện lên một tia kinh ngạc. Ông ấy cảm thấy người thanh niên trước mắt như hoàn toàn biến thành người khác, không còn là Hoành Luyện Tông sư phách lối ngông cuồng, mà là một vị vua vô song bế nghễ coi thường tất cả. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao ông lại sinh ra ảo giác này? Không có khả năng. Đinh Văn Hoành liều mạng lắc đầu, còn chưa thật sự ra tay mà đã sinh ra một tia sợ hãi với thanh niên đối diện. Điều này quá kỳ quái. Lúc này Lục Vân lại chủ động bước ra một bước với vẻ mặt vần rất hờ hững, hắn từ tốn nói, Đinh Văn Hoành, không phải ông muốn phế tay chân tôi sao, hiện tại Lục Vân này đứng trước mặt ông rồi, vì sao còn chưa ra tay? Hắn vừa nói vừa bước ra một bước, giọng điệu vẫn rất bình thản. Nhưng một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Vào thời khắc Lục Vân bước lên phía trước thì Đinh Văn Hoành vị tôn giả vừa nhậm chức viện trưởng võ đạo học viện kinh thành này lại vô thức lui lại một bước. Đây là sự đè bẹp triệt để trên phương diện khí thế. Mặc dù trên người Lục Vân không có chút khí tức dao động nào, nhưng sự bình thường đến cực hạn và vẻ hờ hững, tự tin thời khắc này của Lục Vân đã hình thành tương phản mãnh liệt làm Đinh Văn Hoành đứng đối diện cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Nhìn như không có khí thế, thật ra lại khí thế ngập trời. Đinh Văn Hoành liên tục lùi lại hai bước làm những người đang xem trò vui xung quanh đều ngây ra. Rốt cuộc là sao thế này? Một tôn giả lại bị một Hoành Luyện Tông sư dọa lui sao? Không hợp lý, thực sự quá không hợp lý. Sắc mặt Lâm Kiến âm trầm đến cực hạn, ánh mắt âm u như kéo đầy mây đen, gã gầm thét một tiếng, Đinh Văn Hoành, con mẹ nó ông chơi trò gì vậy hả? Gã không đối đầu trực diện với Lục Vân nên không cảm nhận được tâm tình của Đinh Văn Hoành, thấy ông ấy không đánh mà lui thì nghĩ là đầu óc ông xảy ra vấn đề. Gã không nể mặt viện trưởng võ đạo học viện kinh thành này mà quát to. Ai bảo cha của Lâm Kiến là hộ pháp mới nhậm chức nên gã có tư cách phách lối như vậy. Đinh Văn Hoành cảm thấy mất mặt nên ánh mắt cũng trở nên hung ác, lập tức nói cậu Lục, xin lỗi. Ông kiên định nói với mình vừa rồi đều là ảo giác, đều là mình tự dọa mình, thế là cưỡng ép cắn răng rồi chụp vào bả vai Lục Vân. Khoảng cách giữa hai người không đến 2 mét. Thân thể Đinh Văn Hoành lóe lên, năm ngón tay rơi chính xác lên vai Lục Vân, căn bản không cho hắn cơ hội né tránh. Hoặc có thể nói là Lục Vân hoàn toàn không muốn tránh. Nát, Đinh Văn Hoành quát lên một tiếng rồi siết chặt ngón tay lại, chuẩn bị bóp nát xương bả vai của Lục Vân. Suy xét đến Lục Vân là Hoành Luyện Tông sư và muốn lấy lại mặt mũi đã mất lúc nãy nên Đinh Văn Hoành không nương tay chút nào mà tập trung tất cả sức lực lên năm ngón tay mình. Nhưng Lục Vân không chút suy xuyển, thậm chí còn hơi nhếch miệng cười, hoàn toàn không coi công kích của Đinh Văn Hoành ra gì. Một tôn giả dùng hết toàn lực tấn công lại chỉ như cái gãi ngứa đối với Lục Vân. Đinh Văn Hoành hơi sửng sốt. Ngón tay ông chụp lên vai Lục Vân như bắt lấy một tảng đá rất cứng, dù dùng sức thế nào cũng không thể bóp nát nó. Đinh Văn Hoành lại thử một lần. Nội kình sôi trào, trên ngón tay tỏa ra hào quang rực. Dỡ như đã hóa thành năm lưỡi dao, nhưng vẫn không thấy Lục Vân có phản ứng gì cả. Phòng ngự của Hoành Luyện Tông sư mạnh đến mấy cũng không đến mức này mới đúng. Đinh Văn Hoành ngơ ngác, trong lòng đã nguội lạnh hơn một nửa. Vừa rồi không phải là ảo giác. Lục Vân thật sự sâu không lường được. Đinh Văn Hoành ngơ ra một lát. Bỗng nhiên, ông xanh xao mặt mày. Bàn tay ông ấy như thò vào biển cả, một cơn sóng gió vô cùng đáng sợ truyền đến từ bả vai Lục Vân tràn vào cánh tay Đinh Văn Hoành. Trong chớp nhoáng. Đinh Văn Hoành cảm thấy cánh tay mình đã hoàn toàn mất chi giác, giống như tách rời với thân thể mình. Đúng. Tu luyện giả. Sức mạnh tràn vào cánh tay Đinh Văn Hoành không phải nội kình của tu võ giả, làm sao nội kình có thể mạnh đến mức đáng sợ như vậy? Nó chính là chân khí của tu luyện giả. Tu luyện giả. Đinh Văn Hoành lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi ứa ra hoàn thân, suýt đã quỳ rạp xuống đất, cổ họng đắng chát mà nói, cậu Lục. Ông muốn xin tha. Nhưng lúc này, sau lưng ông bỗng truyền đến giọng nói hùng hồn của một người đàn ông trung niên, Đinh viện trưởng, có chuyện gì vậy? Soạt! Đinh Văn Hoành cảm thấy sức mạnh rót vào cánh tay mình lập tức rút lui như thủy triều, trong lòng càng ngơ ngác, đây là năng lực khống chế đáng sợ đến mức nào? Không thể trêu chọc Lục Vân. Trông thấy người đàn ông trung niên đột nhiên xuất. Hiện,
Lâm Kiến hơi thu lại vẻ hung ác trên mặt rồi đi qua và gọi một tiếng, cha, sao cha lại tới đây? Người tới là cha của Lâm Kiến, hộ pháp mới nhậm chức của Võ Minh Kinh Thành, Lâm Chấn Nghiệp. Cha mới đi ngang qua, nhớ ra con tham gia buổi tiệc thăng chức đinh viện trưởng ở đây nên đi qua xem. Lâm Chấn Nghiệp thuận miệng trả lời, lại nhìn lướt qua Lục Vân và Đinh Văn Hoành rồi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Kiến cắn răng mà nói, xảy ra chút mâu thuẫn, con rùa tông sư tên là Lục Vân này đánh người của con, đỉnh viện trưởng đang giúp con dạy thằng nhãi này một trận. Thật sự là vậy, nét mặt Lâm Chấn Nghiệp trở nên càng nghiêm khắc. Lâm Kiến vội vàng kéo đoạn bằng qua, chỉ vào cái miệng đầy máu của hắn ta mà nói, cha xem thằng nhãi này đánh đoạn bằng thành như vậy thì làm sao con thờ ơ được. Lâm Chấn Nghiệp liếc nhìn đoạn bằng, ánh mắt lấp, lóe mấy cái rồi lại quay qua hỏi Đinh Văn Hoành, định viện trưởng, chắc ông biết rõ chuyện gì xảy ra, nói cho ôi nghe xem. Đương nhiên ông ta không tin Lục Vân lại vô duyên vô cớ đánh đoạn bằng một trận, thế là quay qua hỏi tình hình cụ thể. Hiện tại tâm tình của Đinh Văn Hoành còn chưa bình phục, không cách kiềm chế mà hãm sâu vào thực lực kinh khủng của Lục Vân. Nghe Lâm Chấn Nghiệp hỏi thế thì Đinh Văn Hoành lập tức nói rõ chuyện xảy ra lúc nấy cho ông ta nghe, không dám thiên vị. Bởi vì hiện tại ông không dám đắc tội Lâm Chấn Nghiệp, càng không dám trêu chọc Lục Vân. Lâm Chấn Nghiệp yên lặng nghe xong thì trên mặt xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu, hứng thú nhìn Lục Vân mà dò xét một lát rồi nói, cậu chính là Hoành luyện tông sư lần trước đánh thành ngang tay với thiên tài nhà họ Uông, Lục Vân. Lục Vân không nói gì. Lâm Chấn Nghiệp cũng không nóng giận mà vừa cười vừa nói, nghe danh đã lâu. Lúc trước chuyện Lục Vân và Uông Húc đánh cược, rất vang dội, bên ngoài đồn đãi hắn là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, tin này làm kinh động các võ tu cả kinh thành. Tất nhiên Lâm Chấn Nghiệp cũng có nghe nói đến, Lâm Chấn Nghiệp tạm dừng rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến, nghiêm khắc nói, chuyện này vốn là con khiêu khích trước, còn không mau xin lỗi cậu Lục đi. Cha! Xin lỗi ngay! Sắc mặt Lâm Chấn Nghiệp âm trầm thêm mấy phần. Lâm Kiến thấy ông ta nổi giận thì đành không cam tâm đi đến trước mặt Lục Vân, cắn răng nói, thật xin lỗi. Không có giáo dục. Lời mắng chửi này không tục tĩu gì, nhưng lại có phạm vi rất lớn. Không chỉ mắng một mình Lâm Kiến mà còn mắng luôn Lâm Chấn Nghiệp và cả nhà họ Lâm, hơn nữa còn là ngay trước mặt Lâm Chấn Nghiệp. Nơi này lại trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh như cái chết. Mọi người nhìn Lục Vân với tâm tình phức tạp, không biết nên nói hắn thế nào. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Chấn Nghiệp rõ ràng là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, bảo Lâm Kiến xin lỗi đã đủ nể mặt Lục Vân. Nếu Lục Vân ngoan ngoãn nhận lời xin lỗi thì thôi, nhưng hắn còn ngứa miệng nói một câu lười so đo với dạng người không có giáo dục, thử hỏi sẽ khiến Lâm Chấn Nghiệp nghĩ thế nào. Quả thực là ngông cuồng đến động trời. Nét mặt Lâm Kiến trở nên vặn vẹo. Nghiến cắn kéo kẹt như hận không thể làm thịt Lục Vân ngay tại chỗ. Thật muốn uống máu, ăn thịt hắn. Để thằng nhãi này biết ngông cồng cũng cần trả giá. Khóe miệng Lâm Chấn Nghiệp cũng hơi giật giật, nhìn chằm chằm Lục Vân mà không nói gì, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Ông ta đang cân nhắc có nên cho Lục Vân một bài học hay không. Đỉnh Văn Hoành đứng bên cạnh thầm cười khổ. Nếu không có lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi thì có lẽ ông cũng cho rằng Lục Vân đang tự tìm đường chết giống như những người ở đây. Nhưng lúc này ông không còn nghĩ như vậy. Tu luyện giả phải sợ một hộ pháp võ minh sao? Đừng nói là hộ pháp võ minh, cho dù là minh chủ võ minh cũng phải nể mặt Lục Vân mấy phần. Pháp tắc của thế tục và giới tu võ đã sớm mất đi tác dụng đối với người như Lục Vân, ai không có mắt trêu chọc phải chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đương nhiên trong trường hợp bình thường tu luyện giả cũng khinh thường ra tay với những người như họ, bởi vì không có lợi ích gì cả. Giống như có ai rảnh rỗi đi tiểu lên một ổ kiến trên mặt đất để nhấn chìm chúng không? Rất ít, trừ phi đám kiến kia há miệng cắn chân người ta trước. Hiện tại Lục Vân đang gặp tình huống này. Đoạn bằng, Lâm Kiến đều là lũ kiến không có mắt, chán sống rồi nên muốn nếm thử ngón chân của Lục Vân có mùi vị gì. Nhưng chỉ sợ cái cắn này cần đánh đổi bằng mạng sống. Đỉnh Văn Hoành biết nếu ông không đứng ra ngăn cản thì rất có thể Lâm Chấn Nghiệp cũng sẽ biến thành một trong những con kiến đó. Cha! Im miệng, giờ lập tức trở về tự kiểm điểm cho. Cha! Lâm Chấn Nghiệp tức giận quát lớn, sau đó lại nhìn về phía Lục Vân và Đinh Văn Hoành, cậu Lục, cáo từ. Đinh viện trưởng, cáo từ. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Trên mặt Lâm Kiến tràn đầy không cam lòng. Buồn bực tới đỉnh điểm.
Gã không rõ, chức vị của cha rõ ràng đã cao hơn trước kia, tại sao phong cách hành sự còn ôn hòa hơn trước nữa? Nhưng Lâm Chấn Nghiệp đã nói như vậy thì cho dù Lâm Kiến không cam lòng đến mấy cũng chỉ có thể buồn bực đi theo. Trước khi đi, gã âm trầm mà khẽ nói, con rùa tông sư, hôm nay coi như mày gặp may, nhặt về được cái mạng, nhưng sớm muộn gì tao cũng tính sổ món nợ này. Lục Vân chẳng buồn phản ứng. Đỉnh Văn Hoành thì than thở một tiếng, cậu tính sổ con mẹ gì, hết muốn sống rồi sao? Lục Vân liếc nhìn ông ta, cười như không cười mà nói, vì sao không nhắc nhở họ? Nhắc nhở họ cái gì? Đỉnh Văn Hoành sửng sốt, lập tức phản ứng lại ý của. Lục Vân là vì sao không nhắc nhở cha con Lâm Chấn Nghiệp rằng hắn là tu luyện giả? Đỉnh Văn Hoành hậm hực nói, tôi chỉ sợ mạo phạm cậu Lục. Lục tiền bối. Ông cảm thấy rõ ràng Lục Vân là tu luyện giả lại tuyên bố với bên ngoài mình là Hoành luyện tông sư, nhất định là có lý do riêng. Đỉnh Văn Hoành đâu dám tùy tiện làm lộ thân phận của Lục Vân. Lục Vân nhìn chằm chằm ông một lúc, không nói thêm gì nữa. Đỉnh Văn Hoành không dám thở mạnh lấy một tiếng. Khách khứa còn lại ở đây đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không rõ tại sao Đinh Văn Hoành lại cung kính với Lục Vân như thế, chẳng lẽ trận giao thủ vừa rồi chỉ là đang diễn trò cho Lâm Kiến xem. Nhất định là như vậy, hai người họ nhất định là bạn thân. Bên ngoài, Lâm Kiến đuổi kịp bước chân của Lâm Chấn Nghiệp, không cam tâm mà hỏi cha. Vừa rồi tại sao lại bảo con xin lỗi con rùa kia? Cha cũng thấy hắn ngông cuồng đến mức nào, vì sao không giết hắn? Nếu là trước kia cha. Lâm Chấn Nghiệp bắn một ánh mắt lạnh như băng qua lập tức làm Lâm Kiến ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu, Lâm Chấn Nghiệp rời ánh mắt đi và nói, vị trí hộ pháp này không phải dễ ngồi, không biết có bao nhiêu người phía dưới đang nhìn chằm chằm, khoảng thời gian tiếp theo tốt nhất còn yên tĩnh một chút cho cha. Lâm Chấn Nghiệp là người hưởng thụ quyền lực. Vì chức vị hộ pháp này, ông ta đã cố gắng không biết bao nhiêu lần. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội nhà họ Doãn rơi đài để ông ta leo lên, căn cơ còn bất ổn, cách làm việc nhất định phải khiêm tốn một chút. Vừa rồi Lục Vân mắng Lâm Kiến không có giáo dục ngay trước mặt ông ta, sao Lâm Chấn Nghiệp lại không giận? Nhưng ông ta có thể giết Lục Vân sao? Giết Lục Vân trước mặt nhiều người như vậy thích hợp sao? Nếu ông ta giết Lục Vân hoặc là dạy cho hắn một trận thì không bao lâu sau giới võ tu trong kinh thành sẽ truyền ra tin hai cha con họ ỷ lớn hiếp nhỏ. Vừa nhậm chức mà đã bá đạo như vậy, về sau còn thế nào nữa? Đây là tạo cơ hội cho đối thủ. Vì thế Lâm Chấn Nghiệp nhịn, chờ sau này đã đứng vững rồi thì chẳng phải có thể dễ dàng đòi lại nợ cũ với Lục Vân sao? Lâm Kiến nghe xong lời cha giải thích thì rất phiền muộn rất khó chịu. Lâm Kiến không nghe lọt tai câu nói nào của Lâm Chấn Nghiệp cả. Gã cảm thấy cha mình chỉ đang bư ồn lo vô cớ. Đường đường là một hộ pháp võ minh mà dễ bị lật đổ như vậy sao, họ đâu có phạm sai lầm mang tính nguyên tắc như nhà họ Doãn. Hơn nữa có ai trong những cao tầng của võ minh dám nói tay chân mình sạch sẽ? Chỉ do không để lộ ra mà thôi. Lâm Kiến phiền muộn đi vào một hộp đêm, gọi mấy cô hầu rượu dáng vẻ không tệ ra, kết quả lại chẳng có hứng. Rất nhanh đã đuổi đám diêm rúa đó ra ngoài. Lâm Thiếu. Lúc này một người đàn ông cười nịnh nọt đi tới mời rượu Lâm Kiến. Lâm Kiến khinh miệt liếc nhìn ông ta rồi cười nhạo nói, Long Tề, gần đây số lần ông xung xoe hơi nhiều thì phải. Người đàn ông chính là Long Tề. Bình thường Lâm Kiến không có gì làm hoặc là tâm tình phiền muộn thích tới hộp đêm này ăn chơi, thời gian gần nhất, gã luôn đụng phải Long Tề, cứ như ông ta ngồi xổm ở đây canh gã vậy. Long Tề nịnh nọt nói, Lâm Thiếu nói thế nào là thế đó, bây giờ nhà họ Lâm đang hưng thịnh, không chỉ tôi mà bên ngoài còn vô số người xếp hàng chờ xung xoe Lâm Thiếu đấy. Ông ta không e dè biểu đạt ra suy nghĩ của mình là để lấy lòng Lâm Kiến. Lâm Kiến rất hưởng thụ sự lấy lòng này, nhưng lại xua tay và nói, đừng có nịnh bợ nữa, chờ lúc nào ông đưa Long Diệp Tuyết lên giường tôi thì càng có sức thuyết phục. Ha ha, Long Tề gượng cười hai tiếng và nói, tôi cũng muốn. Lúc trước khi lão già nhà tôi sắp ngủm đã sắp thành công, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một tên Lục Vân chữa khỏi cho ông ta, ai, mất đi cơ hội tốt. Giác, Long Tề vừa dứt lời thì thấy Lâm Kiến ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, lập tức giật mình mà hỏi, làm sao vậy Lâm Thiếu? Hôm nay trong thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành, tôi gặp con rùa đáng chết kia, quả nhiên rất ngông cuồng. Lâm Kiến âm trầm nói. Hiện tại gã chỉ nghe đến cái tên Lục Vân này thì sẽ đầy bụng lửa giận. Long Tề biến sắc,
lập tức hỏi, chẳng lẽ Lâm Thiếu không dạy cho con rùa kia một bài học? Ông ta luôn muốn gả Long Diệc Tuyết vào nhà họ Lâm. Lúc lão gia tử Long Thuyên bệnh tình nguy kịch thì suýt thành công, kết quả Lục Vân xuất hiện nửa đường đã cứu sống Long Thuyên, ý tưởng này cũng tan vỡ. Về sau biết được Lục Vân và Lạc Tiên Tử có quan hệ thân mật, mà sau lưng Lạc Tiên Tử lại là nhà họ Doãn nên nhà họ Long nghĩ rằng mình dựa hơi được nhà họ Doãn. Ai biết không bao lâu sau nhà họ Doãn lại rơi đài, có nghĩa là chỗ dựa của nhà họ Long đã ngã. Châm chọc nhất là lúc trước nhà họ Long bày tiệc 3 ngày 3 đêm để nói cho những hào môn kinh thành rằng họ có chỗ dựa là nhà họ Doãn, kết quả chuyện kia trở thành trò cười. Hiện tại những hào môn kinh thành cùng cấp bậc nhìn đến người của Long gia đều bày ra ánh mắt quái dị và biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo các người đắc ý sớm như vậy, lần này chỗ dựa đã ngã, còn dám nhảy nhót nữa không? Đám người nhà họ Long cũng rất buồn bực, Long Tê còn chiếm được quyền phát biểu trong cuộc phong ba này, uy vọng của ông ta ở Long gia cũng hoàn toàn vượt qua anh hai là Long Xuyên. Nhất là chuyện Lâm Chấn Nghiệp được đề bạt từ chấp sự lên hộ pháp cũng chứng minh lúc trước Long Tề tỉnh mắt đến cỡ nào. Hiện tại Long Tề là người có uy vọng gần với lão gia tử Long Thuyên ở nhà họ Long. Sau khi nhà họ Doãn ngã xuống, ông ta lại muốn gả Long Diệc Tuyết qua nhà họ Lâm, lập tức được mọi người trong Long gia ủng hộ, cả Long Xuyên cũng không tìm ra lý do phản bác. Thế là tộc nhân Long gia đi làm công tác tư tưởng cho Long Thuyên, mà Long Tề phụ trách làm thân với Lâm Kiến. Đây là nguyên nhân vì sao gần đây Lâm Kiến luôn gặp được Long Tề ở hộp đêm này. Long Tề đặc biệt chờ ở đây canh gã đến. Lâm Kiến buồn bực uống một ly rượu rồi âm trầm nói, không phải tôi không muốn dạy cho con rùa kia một trận, nhưng cha bảo tôi an phận một chút. Gã ngừng lại rồi nhìn về phía Long Tề, ánh mắt hơi lạnh đi, tôi nghe đoạn bằng nói Long Diệc Tuyết đã là người phụ nữ của con rùa kia rồi. Long Tề lập tức biến sắc, vội giải thích tuyệt đối không có chuyện đó. Đều là lời đồn, cháu gái tôi chỉ có chút thiện cảm với Lục Vân, nhưng họ chưa xảy ra quan hệ gì, cái này tôi cam đoan. Nếu Long Diệc Tuyết và Lục Vân phát sinh quan hệ thì chẳng phải Lâm Kiến cưới đồ xài rồi à, vậy sao được chứ? Lâm Kiến nghe vậy thì thở phào một hơi. Long Tề cũng thở phào rồi nói tiếp, Lâm Thiếu, tôi cảm thấy giờ mà dùng cách bình thường để Long Diệc Tuyết thỏa là hơi khó, tính cháu gái tôi cứng đầu, cậu cũng biết rồi đấy. Ông ta ngẫm nghĩ. Một ý tưởng xấu xa bỗng hiện lên trong đầu, sau đó đi đến bên tai Lâm Kiến và nói, tôi thấy không băng ra tay từ con rùa họ Lục kia đi. Ý ông là dùng Lục Vân để uy hiếp Long Diệc Tuyết. Lâm Kiến lập tức hiểu ý ông ta, nhưng sau đó lại nhíu mày, hừ lạnh một tiếng và nói, tôi đường đường là con của một hộ pháp mà phải dùng thủ đoạn này để ép một người đàn bà thỏa hiệp sao? Cần uy hiếp mới giành được phụ nữ thì mất mặt đến cỡ nào? Hơn nữa dùng thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể lấy được thân thể, căn bản không có được trái tim của phụ nữ. Khi Long Tề nghĩ rằng Lâm Kiến khinh thường làm chuyện này thì bỗng nghe Lâm Kiến đổi giọng, nhưng nếu không chiếm được trái tim của Long Diệc Tuyết thì lấy được thân thể cũng không tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.